Rồi chào anh em. Có thể anh em giật mình vì cái khung cảnh sau lưng của mình nó không có giống như mấy lần mình review xe. Anh em khoan tắt kênh nha. Cái này là vẫn là cái tên cái kênh Tâm Đắc Motorcycle nha anh em. Vẫn là kênh review xe nhưng mà hôm nay em kinh doanh trái ngành chút xíu. Thì là em là làm xe thì anh em cũng biết rồi đó. Mà vợ em á thì bán đồ ăn cũng được 2 năm hơn rồi. Mà tại vì dịch vừa rồi thì hả không có buôn bán được. Đó, rồi cái hết dịch cái nó cũng mất tương tác á anh em. Đó. Nên là hôm nay vợ em quyết định là book em để làm quảng cáo cho đồ ăn của vợ em. Đó. Thì hả nếu mà ai mà đang là người mới coi cái clip lần đầu của em á thì em nói luôn đây là một cái kênh kênh của em là kênh về đồ xe nhưng mà hôm nay em kinh doanh trái ngành đó, em tăng cường đó, em kinh doanh thêm phụ vợ đó. Còn anh em nào mà trước giờ đang nhìn thấy em review xe á thì vẫn là em đây đó, nhưng mà hôm nay em giới thiệu thêm đồ ăn rồi. Ok, thì đồ ăn thì không có thể nào mà gọi là sao ta, đồ ăn thì không có thể nào mà cũng khó mà gọi là truyền đạt hết hương vị để cái cảm nhận qua cái màn ảnh được, nhưng mà em sẽ cố gắng em lột tả chân thực nhất có thể đó. Thì xưa giờ thì bán cũng nhiều món lắm nhưng mà chủ đạo của ngày Tết thì có bao gồm 3 món. Thứ nhất là bò viên. Đây. Đây bò viên. Này là làm được 2 món. Hiện tại là trên bàn là làm 2 món. Thì một là chiên, hai là nấu nước. Đó, nấu nước lèo giống vậy nè anh em. Thì á cái món thứ hai á là muốn quảng cáo đến là nó có xúc xích. Thì nói chung là toàn bộ đây là đồ nhà làm hết nên anh em cứ yên tâm là không có chất bảo quản và đúng đồ, thấy không? Thí dụ bò viên là mình làm từ bò, chứ bò viên thì mình không thể nào làm từ trâu được hết. Đó. Xúc xích heo thì đảm bảo là trong đây là có heo. Chứ không thể nào mà xúc xích heo mà trong đây có thịt nai. Đó. Rồi con còn có xúc xích bò nữa. Rồi ok, cái dĩa mì này là mì Miliket. Em để đây để em múa minh họa thêm thôi. Dĩa rau đó, ba chén nước chấm. Thì ở đây là em có tương ớt nè, sa tế nè, sa tế nhà làm luôn. Thì sa tế thì tặng kèm với lại bò viên đó, và tương đen. Thì mấy cái này là để chấm thông dụng thì anh em cũng biết rồi. Rồi ok, thì đề ba vô em sẽ để em coi em vô cái mục nào trước. Em vô mục xúc xích trước đi. Đó, xúc xích thì em có 4 loại. Ủa em lộn, em có 5 loại. Đầu tiên á là xúc xích cừu. Đó, nhiều anh em có thể chưa nghe bao giờ nhưng mà em nhà em có xúc xích cừu. Cừu á. Đó, thì đây, đây là xúc xích cừu. Thì á đảm bảo với anh em là nó không có bị hôi. Nó không có bị hăng cái mùi cừu anh em. Đó, nó rất là dễ ăn. Và ai mà ăn đồ Tây quen rồi thì đương nhiên là sẽ nghe cái vị này nó sẽ rất là dễ chịu. Thì nêm nếm thì cũng vừa ăn, không bị mặn mà cũng không có bị ngọt quá. Đó, không có gây khó chịu. Nói chung là nói về hương vị thì em là nhiều khi anh em thấy lên clip mấy clip trước á, clip mà quảng cáo đồ xe á, thì em hơi mập. Đó, thì em hơi mập thì cũng một phần là cũng do là vợ em nấu ăn ngon quá. Rồi em cái tánh của em thì em không thích nhậu. Đó, nhiều anh em thấy lần này bụng bự chắc nhậu nhiều, uống lần thùng hai thùng. Em không có biết, em không thích uống bia. Này là em nói thiệt. Đó, em uống ít lắm, 3-4 chai là em xỉn rồi. Đó, còn lại là em ăn không à. Mập đó là tại vì em ăn không à. Nó là vậy á. Đó. Thôi. Nói gì nói chứ. Đồ ăn thì phải ăn chứ không thể nào mà ngồi nói hoài được hết. Với lại em cũng đang đói bụng quá. Bây giờ là 7 giờ chiều em mới đi làm về. Đó. Nên em mới quất miếng xúc xích cừu xong khói.
thì vị rất là ok đó. Thì ai mà đã ăn quen cù rồi thì mình không bàn tới nữa, và đặc biệt nó không có bị quá hăng cái mùi cù đó, nên là sẽ dễ ăn và dễ tiếp cận được với lại nhiều quý anh em anh chị khách hàng. Và đương nhiên rồi là khi mà bày một cái bàn đồ ăn ra nhà nhìn có thể là gần như là nguyên một cái bàn đồ nhậu á, thì em phải khui chai bia. Thì anh em nào mà ở Mỹ mà có đang coi kênh của em á, hoặc là cũng có một số anh em Việt Kiều, một số anh em đang ở Mỹ, một số anh em ở nhiều nước trên thế giới thì cũng có hay coi kênh của em. Thì bữa cũng có hai anh kia dễ thương lắm, hai anh kia bên Mỹ gọi về đó, thì hỏi đồ xe vậy thôi, rồi uống rồi sẵn hai ảnh đang nhậu cái kêu em uống giao lưu với hai ảnh đó. Thì nay thì đối với em thì em nhậu rất là chuẩn đó, em ít đi nhậu nhưng mà em nhậu em ăn nhậu là phải chuẩn. Thì xúc xích thì nên là em uống với bia đó, nó giống kiểu Mỹ anh em. Mà bia thì bây giờ mà khui một lon Sài Gòn ra thì nó chất quất đó, hay là khui lon Tiger thì nó cũng chất quất, nên là khui một chai Corona Extra. Không biết sau này hả, hãng này có mời em làm hả, KOL không nữa, mà giờ em đang quảng cáo cho nó đó anh chị đó, Corona Extra. Thì cái Corona này á, em hơi lạc đề chút xíu là nó phải có chanh với muối tí, chanh muối em quên lá chanh à, đây em ruột em nha, đây em ruột em đó, em tên Phương Khánh, nó tên Nam Khánh. Đây. Dưới cánh tủ đó đó. Rồi thì bia Corona thì phải bỏ một lát chanh, một chút xíu muối vô thì nó uống nó mới ngon đậm đà được. Ok thôi bây giờ em lan man hơi nhiều thì em sẽ tập trung vào cái mục đồ ăn đó. Thì kênh của em là lần đầu em quay đồ ăn luôn anh chị, đây là clip đầu tiên luôn, em hứa với anh chị là clip đầu tiên luôn. Thì em cũng có thể là em không có review mà gì ta, không có review hay được như những cái kênh mà quảng cáo đồ ăn khác, nên anh chị cũng thông cảm giùm em. Nói chung là em chỉ ăn và em cảm nhận, và em cũng quảng cáo đến với anh chị là đồ của nhà em làm thì không có chất bảo quản đó, thích hợp cho anh à, thích hợp cho anh chị ăn hay là cho trẻ con ăn rồi hả, biếu quà Tết đó. Tại vì bây giờ là mùng 10 Tết rồi, bữa nay em quay ngay mùng 10 Tết nè, ở mùng 10 tháng 12 đó, bữa nay ngày mùng 10, người ta gọi là mùng 10 tháng chạp phải không ta, mùng 10 tháng chạp đúng rồi đó. Thì đương nhiên đồ mặn rồi thì nó phải có thêm đồ ngọt, thì nhà em là chuyên mứt dừa từ trước tới giờ đó. Thì mứt dừa của nhà em á, thì là em lựa dừa là từ cái dừa non ngon, và em hạn chế sử dụng đường ít nhất có thể. Và cái nguyên liệu để làm mứt dừa thì nó trong đó nó còn có sữa đặc nữa. Thì sữa đặc của nhà em là toàn bộ là mua là sữa ông Thọ, hoặc là sữa cô gái Hà Lan, hoặc là sữa ngôi sao Phương Nam đó, chứ không có mua mà ra Kim Biên mua sữa thùng, sữa thúng, sữa can về pha đâu anh chị đó. Đường thì là đường cát trắng, chứ không có phải là xài đường hóa học hay là đường mua mà bao bự chà bá tổ bố này đó. Thì á, em làm xe thì anh nhiều anh em khen em là có tâm, thì đương nhiên em bán đồ ăn thì cũng phải có tâm luôn đó. Rồi, tại vì vừa bán em vừa ăn nữa đó, thì nói thẳng ra là sao, đồ ăn thì mà quay với chụp hình thôi, còn phần còn lại là do cái sự tin tưởng của anh em. Nếu mà anh em thấy mà thích em, cũng như là đó, nếu mà anh em thấy là thích em thì ủng hộ đồ ăn thử của bên em thử cho biết đó. Rồi ok, thì khoan, chưa gì hết, đưa vô quảng cáo rồi đó. Đầu tiên nha, là em sẽ bỏ cái lát chanh này, em chấm một miếng muối đó, em bỏ cái lát chanh này vô cái chai bia cái đó. Em phải khởi động trước anh chị đó, thì bỏ vô là nó sôi rồi. Thôi vô dứt. Dài dòng quá. Đó, anh chị nào mà chê em dài dòng cũng chịu nữa. Chứ giờ em người nói nhiều, mà quá nhiều cái để nói. Phần nữa
nhiều khi anh chị mà thấy em lên YouTube anh chị thấy em nói nhiều á, rồi giải thích cặn kẽ chi tiết á, là tại vì hồi trước á, lúc mà em chưa làm kênh YouTube á, em mà coi review cái gì á, em ghét ai nói qua loa lắm, nói thiệt, nói là phải đi sâu về vấn đề, nói tới khi nào hết cái chuyện đi nói thôi, tại vì rất là nhiều người trên mạng xem thì rất là cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Thí dụ kênh em bữa nay có 10.000 người subscribe rồi thì hả, thì 10.000 người theo dõi em thì 10.000 người muốn, thì gần như là 10.000 cái câu hỏi đặt ra, thì có người là muốn coi sơ qua chỉ để biết, cũng có người là muốn coi sâu vô để tìm hiểu đó. Thì bởi vì em hay nói nhiều lắm, đồ xe em hay nói nhiều là vậy, bởi vì clip của em dài nhiều khi nửa tiếng hơn không à, là vậy á. Thôi giờ có xúc xích thì đầu tiên là có 4 loại, thì giờ em quất cái xúc xích cừu trước. Đó, da ngoài á thì giòn, thịt bên trong á thì rất là ngon, béo béo đó, dễ nuốt. Và đặc biệt á là bên em hạn chế xài mỡ nha, nhưng mà cái loại xúc xích nào á, à có con gái em nữa, đang gái em đó, đây là con gái của em, nay bé được 2 tuổi rưỡi rồi đó. Chắc ba ăn nhiều, anh em nhìn thấy con em chắc kêu ba ăn hết không cho con ăn, mà không phải đâu, tại vì phọt con em chân dài mốt làm người mẫu á, chứ không phải tại em dành ăn với nó nha. Đó thì cái xúc xích cừu á thì thôi ăn không, ăn miếng không, nếm miếng nha, thôi liếm thôi nha, cục này bự quá. Thôi rồi hả, thì đương nhiên nó phải mùi cừu rồi, và nó từ thịt cừu thật chứ không có pha tạp chất. Đồ nhà em là như vậy, nên nhiều khi á so sánh giá thì hả, nó không có, nó hơi cao hơn bên ngoài, nhưng mà đảm bảo với anh em là hàng thật, nó nguyên liệu rất là thật, chân thật. Thì cái thứ hai nữa thì nhà em là có xúc xích xông khói mà từ heo đó, và cái xúc xích này thì nó hơi mỡ, anh em nào mà thích mà sao ta không có khô khan á, không có khô khan mà nuốt là trơn tru á đó, thì anh em mua là xúc xích xông khói cây mập, nó cây nó mập vậy nè. Thì một bịch là em có bán nửa ký với lại 1 ký nữa, một bịch là em đóng nửa ký, một bịch nửa ký thì khoảng được 5 cây, 4 đến 5 cây tùy loại đó. Đây là xúc xích xông khói, thì đương nhiên là cái này là từ heo, nó có mỡ hơn cái loại xúc xích cừu hồi nãy. Thì á, xúc xích ngon là làm sao, đối với em, như em ăn nhiều loại lắm, cái này có vẫn đẹp bạn, vẫn đẹp bạn. Em thích ăn xúc xích từ nhỏ tới giờ rồi đó, nên là ôi đừng có phá rồi, để ba quay ba quảng cáo nè, rồi chút kiếm tiền mua sữa cho đậu ha. Rồi thì á, thôi xúc xích á thì ngon á thì phải da ngoài phải giòn, và cái loại này đúng xúc xích xông khói luôn, thì không có cái chuyện mà giống như xúc xích vít xanh đồ này nọ đi, thì những cái xúc xích đó thì chắc là Việt Nam chế biến, chứ còn mà kiểu của em là dạng là xúc xích Đức đó anh chị đó, chỉ cần rán sơ với dầu qua một lớp thôi, hoặc là hả nấu nước luôn đó, hoặc là gọi là gì ta, chiên nước á đó, rồi hoặc là bỏ microwave thì hả đều có ngon. Nhưng mà cái bỏ microwave thì anh chị cũng hạn chế đối với lại cái loại xúc xích heo, đối với lại cái loại xúc xích xông khói, thì tại vì mỗi lần mà em microwave xong em thấy nó hơi mặn đó, tốt nhất là luộc lên nước là vừa sạch sẽ mà vừa hạn chế béo phì đó. Rồi ok, thì loại tiếp theo thì cái loại này là em bán rất là đắt, cái loại tiếp theo em bán rất là đắt, trước giờ là bán nó đắt nhất luôn, xúc xích phô mai đó. Và xúc xích phô mai thì đương nhiên rồi, ở trong đó là toàn là phô mai đây đó, giới thiệu với anh chị đó, thấy chưa, chẻ nhẹ ra cái thôi là phô mai là tan chảy liền. Này là nãy giờ để đợi set up máy đồ quay hơi lâu rồi đó, chứ mà đúng của nó là để chảy ra là ướt át lắm đó, nhìn rất là mờ lem luôn. Thôi quất luôn đi chứ nó vừa đó bụng quá đến đầu đó.
Này con em nó đi là em đi làm về nó thấy em nó khoái nó bu vô chứ không phải là em kêu nó quay vô clip để tăng hào hứng thôi đó. Đó nít ăn mà nó còn hơi phê cỡ này thì anh chị cũng biết sao rồi đó. Hãy nhanh chóng đặt hàng để hả cho con cái mình thưởng thức nha anh chị. Rồi ngon quá, làm miếng nữa. Em thì em nhiều lần em tính giảm cân lắm rồi mà hả cặp đồ vậy em đâu giảm nổi không. Thôi để em ráng em ăn hết, em quảng cáo cái lắm này chúc em giảm cân tiếp người làm cho em xin phép giảm cân nửa tiếng hả. À quên nữa còn dĩa mì nữa chứ, em thích ăn mì lắm mà đặc biệt mì khô nha, em thích ăn mì nước lắm. Tí lên nay đồ đũa tí thì á, em xin nhắc lại là xúc xích của nhà em làm thì hoàn toàn vệ sinh chất lượng và không có chất bảo quản cũng như là ship xa được luôn đó. Thì xíu ship xa thì em sẽ bỏ vô cái thùng mút thêm đá vô thì vận chuyển đến anh chị thì tầm 2 ngày, trong 2 ngày hoặc 3 ngày trong thùng mút nó vẫn ok đó. Còn mứt dừa thì hả nó quá đơn giản rồi nên mà không nói, nhưng mà mứt dừa nhà em á thì để lâu không có được đó, tầm tuần quay đầu thôi à. Nên là anh chị em ví dụ mua muốn biếu Tết thì đặt là chị ngày đó chị nhận, anh ngày đó anh nhận anh biếu Tết, còn ví dụ anh em nào muốn ăn liền thì cứ alo cho em đó, số điện thoại em để dưới không, nhưng mà clip này là em không có để số điện thoại của em nha, em để số điện thoại của vợ em luôn đó. Rồi anh em nào quen thích muốn gọi cho em thì cứ gọi chứ vừa nghe điện một ngày hiện tại em nghe hơn 100 cuộc điện thoại mà vừa xe mà vừa em quảng cáo đồ ăn nữa em nghe thành 200 cuộc rồi chắc em nghe em điên luôn á. Rồi ok em thích ăn mì lắm đó, mà đã có mì là phải có topping nó vậy, nên là giờ em quyết định là em muốn minh họa thêm một cái dĩa mì kế bên để mang kèm với xúc xích chứ không em buồn liếm con em đang liếm mà anh chị hả. Mì khô, mì này mì khô nhãn hiệu Miliket nó chuyên để làm mì khô thôi. À, quất miếng bà viên luôn đó, đói quá giống gì đó. Rồi thôi quên nữa đó, con đừng đạp cái bàn nữa đâu, để ba quay đừng đạp bàn nữa. Rồi bây giờ em sẽ lấy một miếng sa tế nè đó, em bỏ vô cái tương đen nè. Sa tế nhà em là 100% là nhà làm đó, rất là sạch nên anh chị yên tâm đứng nấu từ từ ấy đâu đâu. Trời ơi con phá quá, ngồi nấu từ 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 nên anh chị yên tâm mà sử dụng đó. Xong rồi giờ phải cho miếng tương ớt vô đó thì nó mới là thấm đậm tình quê hương được, mới là đậm đà đậm vị được. Rồi ok em thì có sở thích ăn cay đó, nói chung là anh chị nào mà có sở thích ăn cay giống như em á thì anh chị cứ tin tưởng sử dụng cái sa tế của nhà em là đảm bảo với anh chị luôn, cay tới sáng luôn đó. Chấm miếng coi bò viên này, bò viên chiên nha, bò viên thì làm nhiều món lắm, chiên nè, nấu với mì nè, bỏ vô nồi canh cũng được, mà đơn giản là ví dụ như nhậu đi đó, nấu nồi nước lèo lên, nấu nồi nước lèo lên rồi bỏ vô, bỏ giá bỏ rau ngò đồ vô là xong đó. Bò viên nhà em thì rất là nổi tiếng trước giờ rồi đó, nhiều anh chị tại vì em mới đưa lên YouTube thôi chứ hả trước giờ em bán nhiều lắm anh chị, em bán tại vì đồ ăn nhà em bán hơn 2 năm nay rồi đó, chứ cũng không phải là mới bán gần đây, tại vì nào giờ không có biết đăng YouTube sẵn á. Mấy nay em làm YouTube xe đang được chứ vợ em kêu quảng cáo cho vợ em luôn. Ngon quá à. Bụng quá. Tôm
từ mày. Này là cái đó là nãy là cái em quay phim mới nhắc bài. Mà tại em đói quá, nãy giờ nói hao hơi nữa, anh chị để em ăn chứ. Đối với em mì khô là chân ái thiệt. Xưa giờ em thích ăn mì lắm. Nhiều khi mập là tại em vậy á. Hồi xưa em bị suy dinh dưỡng anh chị. Anh chị nhìn em vậy chứ hồi xưa em bị suy dinh dưỡng, nói thiệt. Nhiều khi nói không ai tin đâu, nhưng mà xưa em bị suy dinh dưỡng nha. Đó. Trước nhà em khổ lắm. Suy dinh dưỡng không? Sau này á, ba em kinh tế ok hơn chút, bắt đầu bồi dưỡng cho em. Có một thời gian á, hồi xưa mà anh chị nhớ cái sữa ốc trâu không? Đó. Uống sữa đó không mà làm gì có sữa tiền uống sữa Nga. Em sinh năm 91, năm nay 31 tuổi rồi. Xưa làm gì có tiền uống sữa Nga, uống sữa ốc trâu không à. Quậy á, ba em nói hả, quậy gần chết luôn mà cái cục sữa đó còn y nguyên nè, gọi là sữa ốc trâu. Đó. Cái sau này cái ba em khá lên chút. Lúc mà đó cỡ em cỡ 6-7 tuổi gì á. Cái ba em mua sữa xịn cho em uống. Có một thời gian khoảng 4-5 năm là em uống sữa thay nước luôn. Một ngày em uống hơn 2 lít sữa. Nước là đối với em chỉ để tráng miệng thôi. Đó. Cái bẵng đi thời gian nữa. Cái em bén duyên với mì gói. Cái em như giờ luôn. Cũng là muốn giảm rồi mà giảm được. Chưa giảm được nha. Nhưng mà từ từ sẽ giảm được. Đó. Phải gọi là thể thao tăng cường sức khỏe anh chị. Nói gì nói chứ ăn uống cũng phải chừng mực chút. Lớn rồi. Không còn như hồi xưa. Không có như nít nữa. Ok. Thì em cũng đã phê pha với cái dĩa mì của em xong thì em xin đến tới cái loại xúc xích thứ tư là xúc xích xông khói loại dài, nhưng mà cái này toàn nạc, cái này không có mỡ nha anh chị. Đó, nạc nhất có thể rồi. Thì đương nhiên rồi, tại vì nhiều người thì nhiều sở thích, có người thích ăn xúc xích phải xông khói, nhưng mà vị xông khói phải nặng, có chút xíu mỡ vô đó cho nó ướt át. Cũng có nhiều người là thích ăn xúc xích heo ít vị xông khói, nó không bị hăng mùi và không có mỡ luôn đó. Nhiều người là không phải ai cũng thích ăn mỡ đó. Nói chung là đúng nghĩa cây xúc xích, nguyên vẹn cây xúc xích luôn. Thì em có cái loại xúc xích dài đây đó, loại này là không có mỡ. Rồi mỡ có nè, không mỡ có nè, phô mai có nè, xích xích cù có nè, đó tổng cộng là 4 loại. Thì cái này thì em chấm miếng tương ớt đi. Nói chung á là xúc xích nhà em á thì nó đương nhiên nó phải ngon xúc xích mà đang bán trong siêu thị rồi, bán siêu thị tiện lợi á. Em cố gắng em ăn rồi em cho vợ em cái cảm nhận nhiều nhất có thể để né những cái hương vị mà kiểu như là nó quá nhiều bột, anh em băng vô nó cảm giác nó là bột nhiều quá, nó không có chắc cái miếng thịt anh em cắn đó. Thì em đã hạn chế những cái đó rồi, nên là xúc xích nhà em gọi là xúc xích chân thật, thịt rất là nhiều. Ok, thì bây giờ quên nãy giờ ăn đồ khô, phải kèm cho miếng rau cho nó ướt át. Đây em xin giới thiệu xà lách và tía tô. Và tía tô này ăn không liên quan hết, xà lách đó. Rồi giờ bỏ miếng xúc xích cù lên luôn. Đây thì sẽ ra một cái quấn như vậy à. Một cái quấn như vậy rồi giờ em chấm gì ta. Xúc xích chấm sa tế nha. Chắc cũng được. Kệ thử đi. Đó. Đời là mình để trải nghiệm mà. Cũng chân lý lắm anh chị. Đó. Cù mà đi với chung với lại tương ớt, tương đen, sa tế, em thấy nó cũng chân lý lắm. Đó. Để em làm nốt miếng này. Ừ.
nốt miếng này xong em chuyển qua là em làm thêm miếng bia uống để mau tiêu giống vậy á. Đó mà em cảm thấy là nếu mà em uống bia mà em ăn những cái đồ tây á, em cảm giác là nó sẽ gia tăng cái hương vị á anh chị. Đó nói chung là bữa nay bán được hay không bán được gì thì trước mắt là em ngồi em ăn em no em ngon trước rồi đó hả, em chia sẻ với anh chị chứ không ép anh chị là coi xong phải mua phải ăn nha. Đó đó là dạng sự tùy duyên, tùy vô cảm nhận của anh chị, nhưng mà coi như bữa nay là em ngồi ăn với anh chị một bữa đó, cũng gần Tết rồi. Em thì có nhiều chuyện để nói lắm, mấy bữa nữa em làm clip tâm sự ngày xe luôn. Nhiều khi gặp nhiều khách hàng bực bội quá, nó cũng gặp nhiều khách hàng dễ thương, nhiều khách hàng bực bội, rồi những cái hiểu lầm không đáng có giữa cái người làm chủ đó, giữa chủ tiệm và khách hàng, rất là nhiều cái thứ liên quan mà em chưa có thời gian để em ngồi em bộc bạch em tâm sự với anh chị. Nó tại vì tính của em là em muốn thổ lộ vậy mà. Đó sẵn nay là có một cái bữa ăn do vợ em chuẩn bị, vừa phần quảng cáo vừa phần tâm sự đơn giản luôn đó, chứ nếu mà tâm sự chuyên sâu quá thì nó sẽ phá hỏng cái không khí quảng cáo đồ ăn của clip này đó, nó là vậy. Rồi ok, hơi no đó, không sao, em sẽ tiến tới món này là món, nếu mà trong dòng xúc xích này của em á, thì em thích nhất là này, xúc xích bò đó, tại vì nào giờ em thích ăn bò, với lại cái trong cái xúc xích bò này nè, nó vừa có gân nữa anh chị, đó gân dài dài ngon lắm, cảm giác ăn nó sao ta, nó có cảm giác lắm, nó cảm giác mà răng của anh chị mà nó cắm vô cái miếng thịt á, với cái miếng gân á, nó phê pha là sao á, đúng không? Nó khác vô cắm với cái bánh bao, ăn thịt khác với ăn rau chỗ đó. Nó khác cái là cái răng mình nó cắm cái phập vô miếng thịt, trời ơi, nó tê chữ ê kéo dài luôn. Đó. Thôi. Chấm ăn tiếp luôn đi. Còn đồ ăn quơ quơ và bực bội giống gì. Mà đặc biệt là có gân nữa, em thì khoái ăn gân, xúc xích. Đó, nói chung em cũng khoái gặm xương đó anh chị. Nên nhiều anh em mà cứ đưa xe qua là y chang là quăng em cục xương vậy. Ngậm điếu em quen rồi. Em thích ăn gân nên là em thích cái xúc xích này lắm. Đó, tại hôm nay nó có gân dai dai, nó khác với những loại này. Đó, thì năm loại thì nó năm cái sở trường khác nhau. Thì mình không có so sánh giữa loại này với loại kia được. Tại em đã cố tình làm năm loại khác nhau mà. Đó. Thì em điểm sơ lại cho anh chị. Đây. Xúc xích bò có gân. Không có vị xông khói. Không có vị xông khói. Xúc xích xông khói. Đây. Đây. 1 2 3 à, cái này. Đây. Xúc xích xông khói. Có mỡ, hăng mùi khói. Đó, dành cho anh em nào thích nặng đô. Tiếp theo, xúc xích phô mai. Đây, phô mai. Đó. Thì phô mai nó nhiều lắm anh chị, nên là anh chị đừng có lo là hả, cắn phải cắn chỗ này mới có được chút xíu phô mai, chỗ kia mới có được chút xíu phô mai. Cắt chỗ nào cũng có phô mai hết. Bây giờ em cắt random cho anh chị xem luôn. Đó. Để em dời cái xúc xích này qua đây. Này xúc xích phô mai nha. Thì giờ em cắt nè. Đó. Thì bẻ ra đây, anh chị cũng thấy phô mai. Đó, bẻ ra đây, anh chị cũng thấy phô mai. Cắt nhuyễn thiệt nhuyễn luôn. Đó, anh chị sẽ thấy phô mai xì ra. Đó, cái đó này là cái sự chân thật của cái người làm đồ ăn. Chứ không có gì lợi nhuận mà bớt phô mai lại nha anh chị. Đó, phô mai lúc nào cũng có hết, lúc nào cũng xì ra hết. Đó. Nói chung xúc xích phô mai mà. Đó. Đây, nhìn em thấy đó xì ra nè, đó. Mà xúc xích phô mai thì thôi chấm luôn đi thử cho biết. Cũng hơi kỳ, mà thôi không sao. Đó. Tiếp theo là xúc xích cừu, em đã nói rồi. Xúc xích loại dài. Ít vị xông khói. Vị xông khói nó gần như là nó hơi có một chút xíu vị xông khói thôi. Và nó đặc biệt là nó full thịt heo, không có mỡ nha anh em.
đó, không có mỡ anh chị. Thì anh chị nào mà vừa thèm xúc xích mà vừa muốn giảm cân mà không có muốn ăn mỡ thì mua loại này đó. Thích cù thì mua cù, cù thì có thêm tiêu nữa đó. Thích phô mai cho em bé đồ ăn chung luôn thì mua phô mai đó. Còn anh chị nào thương em thì mua hết 5 loại luôn, mỗi loại 1 ký. Cỡ mà bây giờ Facebook gì ta, YouTube của em 10.000 người đăng ký mà mỗi người mua cho em 1 ký thôi là Tết này em ấm no anh chị. Em ấm no thật sự. Nó sẽ đem lại cho em cái cảm giác là em quên đi những cái cực nhọc của những cái ngày giãn cách luôn anh chị. Đó. Anh chị biết mấy ngày giãn cách em cứ sáng em ăn rồi em coi phim, tối em suy nghĩ về cuộc đời, ngày mai em sẽ làm gì đó. Rồi tiệm thì hả mặt bằng không có giảm, rồi hả lương của anh em thầy thợ, nói chung là rất nhiều cái để suy nghĩ. Rồi rồi không biết lúc mà trong thời gian giãn cách nó thật sự là một cái dài, khoảng thời gian quá dài đó, là mình phải suy nghĩ về cuộc sống rất là nhiều anh em. Mình đã làm gì đó, mình đã sai chỗ nào rồi. Tự nhiên nó có một cái khoảng thời gian chững lại để mình nhìn lại cái bản thân mình đó. Vì nếu mà không nhìn lại bản thân mình thì cũng đâu có chuyện gì khác đâu để làm. Nó là vậy, đối với bên nhà em là như vậy. Giãn cách thì đâu tiệm em đâu mở cửa đâu đó. À vậy, rồi ok đó. Thì tiếp theo em xin đánh mạnh vô cái thằng bò viên đó. Bò viên thì nói thẳng ra thì rất là nhiều nơi bán, rất là nhiều, ngoài chợ cũng có, siêu thị cũng có, rồi trên mạng cũng có đó. Rồi bò viên nhỏ, bò viên to, bò viên khổng lồ, bò viên có thêm topping ở trong đó. Nhưng mà đối với em thì cục bò viên á là không có thêm trứng muối hay là trứng cút gì trong đó hết. Bò viên là phải bò viên, ăn là thứ nhất phải nằm vị bò đó, cảm giác cắn vô phải có dai sực, rồi phải có gân trong đó nữa. Bò viên nhà em có gân trong đây đó. Mùi vị là đảm bảo với anh em là chân thật luôn, và không có sử dụng tinh bột đó. Không sử dụng tinh bột, ăn tới đâu là thịt, thấy thịt với thịt tới đó không à đó. Thì nếu mà chiên khô quá thì mình chuyển qua đây nấu nước. Mà đối với em thì nhiều khi em đang nhậu xỉn cuối tiệc rồi, em thấy nếu mà có một cái tô súp bò viên nóng hổi thì em sẽ cảm giác nó phê hơn, nó thật là phê pha anh chị à. Nếu mà nấu vậy thì phải bỏ nhiều hành với nhiều tiêu vô thì em thấy ok hơn. Em thích ăn hành lắm, người ngộ thích ăn hành, thích gặm xương. Đó. Thích cắn nguyên cái ớt nhỏ, ớt hiểm ấy. Thì cỡ ớt chuông Đà Lạt làm thôi. Rồi nãy giờ em nói cũng hơi nhiều rồi, cũng lan man quá, không có tập trung nhiều vào đồ ăn. Rồi để em ăn thêm miếng mì thôi. Có thịt mà mới vượt được đạo mà anh chị. Nó mình làm gì làm, ngày mai có tận thế đi nữa thì cũng phải ăn no trước rồi đó. Ok. Thì ăn uống mì rồi, xúc xích rồi, bò viên rồi. Em quên báo giá. Chết cha, em cũng không nhớ giá luôn. Thiệt cái này là sai sót bên em. Chết cha, em cũng chưa báo giá luôn. Thôi, giá cả hả? Giá cả. Đây, à đúng rồi, quên nữa. Em có một, đi với em là có một bạn, một đứa em media rất là chuẩn, lo hết là quay phim, chụp hình, lồng tiếng đủ thứ cho em. Thì bây giờ em không nhớ giá nhưng mà em sẽ để cái tay như thế này đó. Bên đây là bạn đó sẽ để cái bảng báo giá vô đây đó, nó chia ra các loại đó, anh em cứ nhìn bên đây đó, giá anh em thấy chưa. Mặc dù là khi mà em chỉ vậy là em chưa có lòng vô đâu, nhưng mà anh em cứ mừng tượng đi đó. Em phải quay trước cho để bạn đó bạn lòng vô chứ đó. Giá là đó. Rồi trong nội thành thành phố thì nếu mà những cái quận gần trung tâm á,
hiện thuận tiện tuyến đường á, thì em sẽ phi ship luôn. Còn những cái nào mà hơi xa quá thì cho em xin thêm chút chút xíu tiền ship đó. Còn anh chị em nào ở tỉnh thì cứ thoải mái alo đó. Ví dụ mà ở xa quá kêu em ship đi Hà Nội thì cái đó em thua. Đó, còn mà từ khúc mà gì ta, từ cái đoạn mà Phan Thiết Quy Nhơn đồ đổ vô, Phan Thiết Quy Nhơn đồ Đà Lạt Lâm Đồng đồ rồi hết cái miền Tây luôn thì chắc là em kham nổi á. Rồi ok. Rồi tiếp theo em sẽ tới mứt dừa. Em quên, ngày Tết mà không có mứt dừa trong nhà em nói à quên, em nhắc anh chị một cái câu chuyện như thế này. Đối với em á nha, dù ăn hay không ăn, em nói thật, dù năm đó suôn sẻ hay thuận lợi hay là khó khăn hay là như thế nào thì Tết rồi cũng phải trưng đầy đủ những cái món ăn ngoài Tết. Thì đó là truyền thống của người Việt Nam. Thí dụ ở trong nhà phải có cái bánh chưng, bánh tét, cái nồi kho, nồi thịt kho đó, rồi dưa hấu, những cái món như thế vậy. Thì một cái nữa mà đặt trên bàn, mứt dừa, hột dưa và các loại hạt khác để vừa ngồi cắn vừa tâm sự được đó. Thì các loại hạt khác thì em không có kinh doanh, em kinh doanh mứt dừa đó. Ok, quên uống miếng bia. Mứt dừa thì như em đã nói từ đầu clip rồi, mứt dừa nhà em làm không có chất bảo quản, không có chất bảo quản. Dừa thì phải dừa dừa non chứ không có chuyện dừa già. Nhiều anh em, nhiều người thì mình cũng hiểu cái cảm giác đó là sao. Hồi trước á, trước đây là phải đang nói về chuyện mà 10 năm, mười mấy năm, 20 năm á. Lúc đó mà, lúc đó cái mà phẩm màu độc hại á, nó chưa có nhiều. Thì á hả, anh em lúc đó ăn miếng mứt dừa rồi rất là ngon. Nhưng mà sau này, bằng thời gian sau này, nhiều khi ra mua mứt dừa gặp mứt dừa già rồi màu xanh, màu hồng, màu tím đó, em cũng bỏ luôn, em không ăn. Thật sự là vậy. Từ lúc mà em thấy mứt dừa vậy á, mẹ em cũng cho em ăn nữa. Mẹ em nói thôi, từ nay không ăn mứt dừa nữa. Đó, ăn vô mà biết là hả độc hại thì sao mà ăn được. Thì mẫn sau này em cưới vợ, vô tình vợ em biết làm mứt dừa, thì em mới ăn mứt dừa lại. Thì á, mứt dừa á của nhà em là em chắc chắn với anh chị là mứt dừa là lấy từ dừa non đó, nên là cái giá nó sẽ không có thể nào mà rẻ rẻ vài chục ngàn đó, hoặc là trên dưới 100 ngàn như ở ngoài chợ hoặc là những cái chỗ bỏ mối đồ sỉ được. Thật sự là vậy, làm mứt dừa rất là cực đó, phải ngồi xào cái mứt dừa nó rất là lâu. Thì hôm nào mà cái mẻ tiếp theo thì có gì em update cái hình ảnh là cái lúc quay, lúc mà xào mứt dừa cho anh chị coi luôn. Thì dừa là toàn bộ dừa non. Sữa thì là sữa đặc á. Cái về cái phần sữa đặc á thì là sử dụng là đúng đồ công ty đó. Ngôi sao Phương Nam, ông Thọ rồi cô gái Hà Lan đó. Nói chung là những cái hãng mà chuyên làm sữa đặc chứ không có xài đồ Kim Biên hay là đồ thao thao thúng thúng quậy hóa chất. Còn cái thứ hai đường thì á, đường á thì là sử dụng là đường cát trắng tinh luyện đàng hoàng chứ không có xài đường hóa chất hóa học, nên ăn vô nó sẽ rất là thanh cổ và nó không bị gắt cổ, đặc biệt là rất là mềm dẻo. Nó thật là vậy, không chất bảo quản nên nó chỉ từ ngày anh chị nhận thì quay tầm một tuần quay đầu thôi. Với lại anh chị đừng có để chỗ ẩm thì nó sẽ bị mốc đó, này là em nói trước luôn. Tại vì bán đồ ăn trên mạng mà không có nói kỹ, nhiều khi á hả, nhiều khách, anh khách, chị khách đem về không hiểu rồi cái cách em sao không hướng dẫn này nọ đó, thì nói trước là vậy. Thì đó, từ đó là em ăn mứt dừa trở lại. Thì mứt dừa, riêng cái mảng mứt dừa thì đã bán được 4 năm rồi. Xúc xích bò viên thì mới làm gần đây là khoảng được 2 năm. Còn thêm mấy món nữa từ từ em update cho anh chị đó. Tại vì Tết hiện tại nó chỉ kham nổi bao nhiêu đây thôi đó. Thì bên ok, thì tiếp theo thì em xin giới thiệu cái mứt dừa nhà em đó, nó có 4 mùi. Thì 2 mùi truyền thống đó là mùi lá dứa. Mùi lá dứa ăn vô rất là nồng, mùi lá dứa đảm bảo cho anh chị luôn, không có chuyện là
xanh xanh vậy tưởng lá dứa à, cắn vô không có miếng nào lá dứa, đảm bảo với anh chị là cái nào ra cái đó đó. Mùi lá dứa tự nhiên nha anh chị, lá dứa mua về rửa vắt ra lấy nước nấu lên đó, chứ không phải là màu, đảm bảo với anh chị là vậy. Anh chị cầm một, anh chị nào mà rảnh ấy, cầm cứ cầm cái mứt dừa của em nè đi xét nghiệm đi đó, có chỗ nào mà ghi trong đó là có chất bảo quản em đền cho anh chị đó. Em không có thể mà vì mấy cái đồng lẻ mà đồng tiền lẻ mà đánh mất cái uy tín của mình hết đó. Ngon quá, ăn hoài. Bởi cái này nó vậy nó bị dính, bị cái là nó dính đó. Ăn ngồi được ăn bắp hoài à. Rồi tiếp theo tới cái màu, màu nâu lạc. Rồi cái này là mứt dừa sữa thì là truyền thống xưa giờ rồi đó, anh chị cũng biết rồi đó. Đây là đây rồi, hai màu. Quên nữa, nãy giờ cứ cầm cái dĩa này mà đi giới thiệu cái dĩa này. Đây, một bên đây là lá dứa, bên đây là mứt dừa sữa bình thường đó, đúng truyền thống luôn nha. Ăn vô thì mùi sữa rất là nhiều. Phải xài sữa đặc mà, đặc biệt là không có xài đường làm ngọt quá đáng, nó sẽ không có bị gắt cổ. Và thế đương nhiên rồi, xã hội bây giờ tân tiến, mình không thể nào mà ôm mãi cái cũ được, mình phải có thay đổi. Nếu mà không có thay đổi mình phải cập nhật hả. Em xin giới thiệu với anh chị, hàng này là mới ra năm nay luôn, chỉ có mùa Tết năm nay mới ra thôi. Mứt dừa mùi đậu biết, hoa đậu biết á đó. Đó thì hoa đậu biết thì bữa giờ nhiều chị em đua nhau là đem mua hoa đậu biết về nấu nước uống rồi nấu xôi rồi hả, à, làm đồ ăn đó, tác dụng là giảm cân. Nhưng mà em thì em thấy cân thì chưa giảm, nhưng mà cơ bản là em thấy cái mùi hoa đậu biết nó thơm, nó thơm thực sự luôn á đó. Đó em thích lắm. Mãi sau này em mới biết hoa đậu biết á, mà đảm bảo cho anh chị luôn nha, ăn mà cái loại hoa đậu biết là mùi hoa đậu biết luôn, chứ không phải là thấy xanh xanh vậy là kêu là ở này hoa đậu biết này là đã hả, là hoa đậu biết đâu. Ăn vô phải có mùi hoa đậu biết rõ ràng, rành mạch. Alo. Đó. Alo. Rồi, ok. Tiếp theo thì cái bùi ghê luôn, cái dừa mà còn đi chung với cái mùi hoa đậu biết nó bùi dễ sợ bùi luôn. Rồi ok. Tiếp theo là có một cái món ăn mà dành cho anh chị nào nghiện cà phê, hoặc anh chị em văn phòng, anh chị em văn phòng nha. Đó. Đây, em xin giới thiệu mứt dừa vị cà phê. Làm sao để làm được vị cà phê anh em biết không? Mua cà phê giờ rang chung vô, chứ không phải mua cái chai hóa chất hả bê lớn nhưng mà chợ Kim Biên đổ vô là có mùi cà phê nha. Đừng nghĩ về tội em. Đó, mùi cà phê. Em ăn vô cảm giác như là em đang uống một ly cà phê sữa vậy anh chị. Đặc biệt là cái hậu của nó là nó hơi gắt gắt, giống như cà phê thiệt nữa nha, giống như đang uống ly cà phê đó. Đó, thì cái này là cà phê thiệt nè, phải lấy cà phê thiệt bỏ vô xài. Ý em nói là cà phê thiệt ở đây là y chang là ăn miếng mứt dừa mà tưởng như đang uống ly cà phê không. Đó, cái hậu nó hơi đậm nữa. Này chắc là cái tỷ lệ Arabica với lại cái tỷ lệ Robusta là hả pha chung nè. Đó, tuyệt vời luôn. Xưa em bán cà phê mà em kinh doanh thêm, trước em có mở tiệm bán cà phê mà dịch quá dẹp anh chị, nên em cũng hơi rành rành. Đó, ok. Rồi, thì đồ mặn đồ ngọt cũng xong rồi, clip nói thì cũng đã dài. Giá quên giá. Hả? À, giá mất em cũng quên luôn, em chưa biết luôn, giờ em chưa update cho em. Thì đây, em xin giới thiệu tiếp tục bàn tay vàng của em. Giá mất nằm ở đây nha anh chị. Đó, cái ô này nè, giá mất đó, 4 mùi. Và em xin nhắc lại là nếu mà trong tuyến đường trung tâm thành phố thì em tiện đường thì em free ship, nào không tiện đường hoặc là xa quá thì cho em xin thêm chút xíu tiền ship. Anh chị em nào ở tỉnh
có nhu cầu muốn mua em sẽ đóng gói cẩn thận gửi tận nơi cho anh chị đó thấy không. Mì gói tới con em nó còn mê nữa mà. Đúng là con gái của em mà đó, đúng là con gái của ta rất thích ăn mì gói à. Rồi ok thì sao nữa ta. Rồi thì hy vọng là lần đầu tiên làm cái clip mà quảng cáo đồ ăn thì cũng được anh chị yêu mến và ủng hộ như là quảng cáo xe đó. Thì cái này chỉ có ngày Tết thôi anh chị. Còn thí dụ mà sau cái clip này mà được anh chị ủng hộ nhiệt tình thì có lẽ em sẽ mở thêm một cái kênh để em chuyên làm đồ ăn đó. Chứ nếu mà anh chị vừa vô cái kênh xe của em vừa coi đồ ăn vừa coi xe thì em sợ loãng. Thì cái này bữa nay là em chen ngang vô em quảng cáo đồ ăn thì em cũng xin lỗi anh chị trước. Đó nó là như vậy. Nhưng mà cuộc sống mà đó, người ta có câu là cuộc sống mà, nó bào được gì bào thôi anh chị đó. Đặc biệt là đồ của nhà mình làm nữa chứ không phải là mình mua đi mua ngoài về mình bán thêm. Nên là cuộc sống mà đó, mình cứ cố gắng hôm nay thịnh vượng ngày mai đó. Là vậy rồi ok. Thì hơi dài dòng rồi thì cảm ơn anh chị đã theo dõi và ủng hộ cái kênh của em từ trước giờ đó. Anh chị nào mà xa xôi hoặc là nào giờ có coi thích có coi cái mấy cái clip làm xe hoặc là review xe bên kênh của em á, mà chưa có dịp ủng hộ á, thì mà thấy ủng hộ đồ xe nó khó khăn quá thì chưa có dịp ủng hộ á, thì anh chị hãy mua đồ ăn đi cho dễ. Đó cũng là một cái hình thức để ủng hộ em anh chị đó. Tết đến đít rồi anh chị à, đó cuộc sống mà dạo này dịch giả khó khăn lắm đó, nên anh chị có gì anh chị ủng hộ em đó. Em xin cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, vừa ngồi nói con em ăn mì khí thế luôn. Rồi thì bây giờ em sẽ kết clip lại. Thì cũng cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của em trước giờ đó. Anh chị nào có nhu cầu mua đồ ăn thì cứ liên hệ trực tiếp với lại vợ em hoặc là em cũng được, sao cũng được hết đó. Mà anh chị cứ gọi cho vợ em đi, là nhiều khi em đang đi ngoài đường anh chị kêu ừ Khánh ơi 2 kg mứt dừa mà cái hả hồi cái em cúp máy cái em hả em quên cái em quên cái mắc công là phiền lòng tới anh chị nữa, nên là đó em có để thêm cái số của chuyên bán mứt dừa của vợ em với lại xúc xích của vợ em đây đó. Anh chị cứ liên hệ số này. Còn anh chị nào mà muốn nghe giọng nói của em truyền đạt cảm hứng đến anh chị thì anh chị cứ gọi thẳng cho em cũng được luôn đó. Rồi bây giờ em xin kết clip để cho anh em mà đang đứng sau cái máy quay anh chị đó, là gồm có em trai em nè đó, vợ em nè, bạn media nè, chuyên phụ trách quay phim thiết kế chụp hình này sống ảo này nọ cho em, là cũng kim luôn là tổ tư vấn và tổ gì ta cố vấn của em luôn đó. Ê chang vợ này giờ em như có quản lý vậy anh chị đó. Ví dụ bạn nói gọi là ơ anh ơi anh hãy kết bạn với người này đi chẳng hạn, đây là em phải kết bạn với người này. Ờ anh ơi bên đây anh khỏi cần phải ra mặt thì em khỏi ra mặt đó, giờ là em có quản lý nữa, rất là VIP luôn anh chị. Rồi xin chúc anh chị một cái Tết bình an hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe cho anh chị.